Hello, chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Vài hôm trước thì có một người anh em có chém gió với mình và bạn ấy có hỏi là sao anh không thử làm một cái video về ví dụ như là cái tính cách của từng người thuộc 12 cung hoàng đạo ấy. Đó, thì sao anh không thử làm một cái video ví dụ như là cái cung này thường thì là có tính cách nổi bật như thế này thì nên dùng nước hoa nào. Thì mình thấy rằng đây cũng là một cái ý tưởng nó thật là khá là thú vị và độc đáo. Có thật là từ Tây, từ Bển cho đến ta thì mình cũng chưa thấy ai làm cái chủ đề này, cho nên là mình thấy nó cũng rất là thú vị. Cho nên là trong cái chủ đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm thử một cái video dành cho một cái cung đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo, đó là cung Bạch Dương. Những anh chàng thuộc cung Bạch Dương có những tính cách như thế nào và chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào nếu như những cái đặc điểm tính cách của cung Bạch Dương mình list ra sau đây là nó giống với các anh em thì chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào. Đó, thì đấy là cái chủ đề của chính của video ngày hôm nay. Những anh chàng Bạch Dương thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương thì có những đặc điểm như thế nào và chúng ta nên sử dụng mùi hương gì. Hả? Nghe có vẻ nó cũng hơi khác bọt tí. Ok, còn bây giờ anh em mình không chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với chủ đề của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những anh chàng thuộc cung Bạch Dương với cái biểu tượng là con cừu đực có những cái đặc điểm tính cách gì nổi bật. Thì theo như mình search trên Google có rất nhiều những bài báo viết về những anh chàng Bạch Dương, thì mình tạm thời mình tổng hợp lại một số những đặc điểm chung cho những anh em cừu đực này. Đầu tiên đó là có xu hướng lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán. Đó có nghĩa là giống như kiểu là chúng ta có một cái tính cách khá là mạnh và chúng ta luôn luôn muốn vươn lên, dạng như kiểu hàng top đó, dạng như kiểu con chim đầu đàn ấy, đó kiểu như thế. Có trách nhiệm cao và đối với mọi người thì nhiệt tình hòa đồng. Đó thì sau khi mà mình mất vài hôm mình Google thì đấy là những cái đặc điểm nổi bật của những anh chàng thuộc cung Bạch Dương: xu hướng lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, trách nhiệm cao, nhiệt tình và hòa đồng. Thì với những cái đặc điểm tính cách như thế, chúng ta có thể lờ mờ hiểu rằng những cái mùi hương mà anh em thuộc cung này nên sử dụng đó là những chai nước hoa. Cái thứ nhất, càng ít đụng hàng thì càng tốt. Đó bởi vì là chúng ta là có cái xu hướng ngoi lên top mà, thì đã gọi là đỉnh thì chúng ta sẽ phải khác biệt một chút so với phần còn lại. Tất nhiên chúng ta không nhất thiết phải là dị dạng, mà cố gắng làm sao sử dụng những chai nước hoa ít đụng mùi thì càng tốt. Và do có cái trách nhiệm cao, nhiệt tình và hòa đồng thì cái mùi hương đó nó không cần phải quá là gọi là gây khó chịu cho mọi người, không cần thiết phải quá mạnh mà ở một cái mức độ vừa đủ để làm sao khi mà chúng ta gặp gỡ giao lưu mọi người thì cái mùi hương của chúng ta nó ở cái mức độ vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu và nó ít đụng hàng thì càng tốt. Không nhất thiết phải là bằng mọi giá mà ít đụng thì là càng tốt. Đó thì theo như mình hiểu những anh em nào thuộc cung này thì chúng ta nên có xu hướng sử dụng mùi hương như thế. Thì cái chai nước hoa nào đầu tiên mà chúng ta nên sử dụng? Ở đây thì mình muốn giới thiệu cho các anh em chai nước hoa đầu tiên, đó là Kiek Lang Homer. Một mùi hương của bạc hà, của vetiver và một chút của chanh tây. Nó tạo nên một cái tông mùi hương nói chung là rất là nhã nhặn và lịch sự. Mọi người nếu như các comment ở bên nước ngoài thì họ thường hay có cái xu hướng so sánh mùi hương này là giống như kiểu một ly cocktail, cái gì tự mình quên mất tên rồi. Tuy nhiên tổng hợp lại thì đây là một mùi hương rất là đàn ông, lịch sự và nhã nhặn. Mình thấy rằng rất là ít những chai nước hoa đang có mặt trên thị trường có cái nét giống với mùi hương của chai nước hoa này. Tuy nhiên thì hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì không phải là quá tốt, cho nên nếu như các anh em nào quyết định tìm một cái mùi hương để mà đi làm chẳng hạn, hoặc là chúng ta đến một cái không gian hẹp, một cái mùi hương rất là lịch sự, rất là đàn ông, không quá ồn ào, tuy nhiên nó vẫn có một cái chất riêng của mình, thì nên sử dụng một lọ chiết kèm để xịt dặm. Còn lại thì về chất lượng mùi hương thì chúng ta không có cái gì phải chê bai mùi hương này cả. Rất là ok. Đó, chai nước hoa đầu tiên, Kiek Lang Homer. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm đến từ nhà Cartier và nó có tên Lenvo Eau de Toilette. Đây là một mùi hương có sự kết hợp một chút thơm của mật ong, một chút cay nồng của gỗ, tạo nên một cái tông mùi nó dạng kiểu fresh, woody, spicy, một dạng kiểu gỗ cay nồng nhẹ.
Mình nghĩ rằng sẽ rất rất ít những chai nước hoa, thậm chí là cả niche. Mình không dám nói là tất cả, bởi vì mình đâu có phải được ngửi hết tất cả những chai. Tuy nhiên với những cái chai niche mà các anh em mình đã được ngửi đó, thì mình nói thật là mình cũng chưa thấy một chai nước hoa nào có cái nét tương đồng với chai nước hoa này. Tuy nhiên anh em đừng lo sợ rằng đây là một cái mùi hương ở cái mức dị dạng, không hề là như thế. Nó rất là vừa đủ, nó rất là lịch sự, nó rất là đàn ông. Anh em nào mà chúng ta chuộng cái phong cách sơ mi quần Âu thì sản phẩm của nhà Cartier rất rất là thích hợp. Đó, Lanvin Cartier, mùi hương của mật ong kết hợp cùng với gỗ, rất rất là nói chung là tuyệt vời, không có gì phải chê bai cả. Chai nước hoa thứ ba, một chai nước hoa mình nghĩ rằng cũng khá là nhiều tranh cãi, có thể nó không được lòng của rất là nhiều các anh em ở Việt Nam, tuy nhiên ở bển thì mình thấy rằng là nó cũng vẫn rất được chuộng, cho nên là mình vẫn phải nhắc đến, đó là H24, một sản phẩm được ra mắt hồi năm ngoái của nhà Hermès. Ở chai nước hoa này thì nó sử dụng một số những cái nốt mà nói chung là nó giống như cả 100% hóa học, ví dụ như là cái nốt kim loại chẳng hạn đó. Thì cái cảm nhận chung của mình khi mà ngửi chai nước hoa này, như mình vẫn nói ở những video review riêng về nó giống như kiểu khi mà chúng ta là cái bộ quần áo mà chúng ta có sử dụng những cái nước xả vải đó, thì khi mà chúng ta là cái mùi hương thơm từ cái quần áo nó bốc lên, nó làm mình liên tưởng đến chai nước hoa này đó. Thì có thể là các anh em luôn luôn mong chờ một cái mùi hương nó phải là nó phải khác biệt, nó phải độc đáo đến từ nhà Hermès. Ít nhất là sau mười mấy năm họ mới ra một cái sản phẩm mới, sau một cái sản phẩm rất là thành công, đó là Terre Hermès. Tuy nhiên H24 thì anh em nào nếu mà muốn một cái mùi mà nó sang trọng, Hermès luôn luôn là mùi rất rất là sang trọng và không quá là ồn ào, vừa đủ để cho mọi người có thể cảm thấy rằng dễ chịu khi mà ngửi, thì mình nghĩ rằng H24 nó đáp ứng được hoàn toàn những cái tiêu chí đấy. Một cái mùi hương đơn thuần là nó rất là giống như kiểu quần mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đó. Và nó thật là mình cũng không thấy chai nước hoa nào giống với H24 đó. Thì với cá nhân mình thấy là như thế, thì cho nên mình vẫn sẽ list ra cho các anh em sản phẩm đến từ nhà Hermès H24. Chai nước hoa thứ tư đó là L'Occitane Audible. Với cá nhân mình, đây là một trong những chai nước hoa best, cực tốt, cực ngon, có mùi hương vani kết hợp cùng với nhang, nó tạo nên một cái tông mùi rất là tuyệt vời. Thông thường chúng ta thường nghĩ rằng cái nhang nó là nguyên liệu đến từ Trung Đông, nó có một cái gì đấy dữ dằn, nó rất là một cái gì đấy nó quá là ồn ào. Tuy nhiên ở chai nước hoa này nó kết hợp cùng với vani và tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là rất 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 ít chai nước hoa mà chúng ta có thể gửi có sẵn trên thị trường đó. Và mình nghĩ rằng với các anh em thuộc cung Bạch Dương thì cái việc sở hữu chai nước hoa này nó là một cái gì đấy nó nên có đó. Nói ngắn gọn vậy thôi, bởi vì mình nói chai nước hoa này cũng rất là nhiều lần rồi. Ok, chai nước hoa thứ năm, Victorin Robed Spice Bomb. Một cái mùi hương rất là năng động, rất là tuổi trẻ, với sự kết hợp của thuốc lá và tiêu. Tại sao mình lại chọn chai nước hoa này? Bởi vì những cái người anh em thuộc cung Bạch Dương ít nhiều sẽ có cái sự nhiệt tình, cái sự hòa đồng, như mình đã nói ở đầu video, với tính cách của các anh em họ có cái hình tượng là con cừu này. Thì cái chai nước hoa nào mình nghĩ rằng là hợp, mình chọn rằng đó là Victorin Robed Spice Bomb. Một cái mùi hương rất là năng động, rất là trẻ trung. Bất kỳ một khi mà chúng ta có thể đi picnic, chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta bất kỳ một cái dịp gì đấy, chúng ta cần một cái mùi hương năng động, chúng ta cần một cái mùi hương mà làm sao mọi người ngửi người ta không ghét. Một cái mùi hương nó nói chung là nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều khi mà gặp gỡ mọi người. Thì Spice Bomb mình nghĩ rằng sẽ là một trong những sự lựa chọn thú vị đó. Chai nước hoa thứ năm, một sản phẩm của nhà Victorin Robed. Chai nước hoa thứ sáu đó là một sản phẩm đến từ nhà Lolita Lampica và nó có tên Green Lover. Đây là một mùi hương sẽ cần phải có thời gian để thẩm đó. Chúng ta không thể nào mà một lần, hai lần là chúng ta có thể kết luận được là chúng ta sẽ yêu hoặc thích chai nước hoa này, bởi vì cái cấu trúc mùi hương của chai nước hoa này nó khác rất 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 là nhiều những chai nước hoa đang có mặt ở trên thị trường. Bởi vì với sự khi mà chúng ta xì, chúng ta sẽ thấy là nốt bạc hà
một chút fresh rất là tươi mát của bạc hà đó và quả bách xù juniper. Tuy nhiên sau khoảng 20 phút thì nó lại là một cái thay đổi cái cấu trúc, cái vanilla, cái mùi hương của vani, mùi ngọt nó nổi lên và cái lúc đấy cái mùi bạc hà nó lại làm nền. Cho nên về mùi hương của chai nước hoa này nó giống như kiểu những bước ngoặt, những cái cú cua góc tay áo ấy. Thì mình nghĩ rằng là sẽ có những sự cần phải có một thời gian để các anh em có thể thẩm mùi hương của chai nước hoa này. Cá nhân mình thì mình thấy rằng đây là một chai nước hoa mà có cái tông vani rất là thơm ngậy đó, và cũng ít bị đụng hàng. Tuy nhiên sẽ cần phải có thời gian và đặc biệt là chỉ phù hợp sử dụng trong mùa đông ở Việt Nam. Còn lại tất cả các mùa thì mình nghĩ là nó không hợp, chai nước hoa này thực sự là không hợp. Và mình nghĩ rằng một chai nước hoa có cái tông mùi khá đặc biệt, ít bị đụng thì cũng nên giới thiệu cho các anh em Lolita Lempicka Green Lover. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà mình nghĩ rằng những anh em nào thuộc cung Bạch Dương chúng ta nên sử dụng, chúng ta nên thẩm mùi. Nó không nhất thiết phải mua nhưng mà chúng ta cũng nên thẩm mùi. Bởi vì nếu như mà các anh em có một cái ít nhiều cái tính cách giống như mình đã nói ở đầu video thì nói chung là anh em cũng nên thử. Đó, video của mình đến đây là hết. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích thú với cái style video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.